Chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cả nhà mình là 12 cây sứ. Cái giá cây em bán hôm nay là từ 100.000 cho tới 140.000 một cây. Hàng em gửi đi là 2 cây trở lên mới ship ha cả nhà. Mình có cây số 1, cây kim tự tháp. Kim tự tháp này em chưa làm rễ ha. Cái củ này là nó to cỡ tầm cái lon sữa 900g nha. Giá 100.000. Tới số 2 là ghép hai mai giống hai màu Long Thành, ba lớp màu đỏ và Minh Hy 12, nền vàng cam cánh viền hồng có hương thơm, cây ghép 8 bo. Cái hành cũ này là nó trên 60, giá 130.000. Tới số 3 là Ngọc Băng màu trắng tinh luôn nha. Cái lô sứ của em nè, lô này là củ già, bo ghép mình chắc khỏe luôn, tựa dài. Hôm nay do mưa dầm quá em không có dám phun dưỡng, nên mình nhìn cái vàng lá nó không được xanh dữ ha. Tại mùa mưa này thấy mình xài cái dưỡng nó hơi lạm dụng nhiều quá thì nó sẽ bị thăng thư và nấm lá, cái nấm bệnh nó sẽ dễ tấn công, nên em giảm cái lượng đó lại. Rồi mình tiếp cây số 3 là nha, ghép ngọc băng, cây 5 bo. Hành cũ này là nó ngoài 60 luôn, giá 130. Số 4, rồng đen, 3 lớp màu đỏ cánh viền. Đây, cánh nó viền đen đậm luôn nha. Hoa này mới vừa bung ra. Cây rồng đen này ghép 5 bo, củ vô chậu 10, giá 130. Số 5, an lạc. Cái tàn an lạc này nó xòe ra khá là rộng luôn. Cây này tàn tròn đều đẹp nè, ghép 7 bo, 130, chậu 10. Số 6, màu tím than, hoa kép, cây ghép 4 bo, 130.000. Củ cơ bắp. Số 7, quyết thắng. Quyết thắng màu đỏ đậm luôn ha. Cây quyết thắng ghép 7 bo, củ cơ bắp nè. Củ mình vô là chặt chậu C10 luôn, 140.000. Số 8, ghép hai màu Tân Thành 3 lớp màu đỏ và Phương Lâm vàng màu vàng. Cây mình 6 bo, 130.000. Số 9, ghép 3 giống luôn. Kiều Diễm 3 lớp màu hồng cánh viền trắng, Yến Nhi 9 màu tím sọc và Vinh Hoa màu hồng sọc tím nha. Cây này dạng dáng nằm, ghép 8 bo, giá 130.000. Vô chậu C10. Số 10 là ghép Xuân Phúc. Xuân Phúc là hoa màu đỏ đậm 3 lớp, cây 7 bo. Cái cây Xuân Phúc này thì bị cái sẹo chỗ này. Cái sẹo này là nó đã lành rồi nha. Có cái tỳ. Ghép là 5 bo, cây Xuân Phúc này ghép 5 bo ha. Giá của nó là 80.000. Có cây này 80.000. Rồi tới số 11. Phương Lâm vàng có hoa mới vừa bung ra nè. Vàng cánh viền hồng nha cả nhà, 3 lớp. Đây, cây của mình tựa ra khá là dài luôn, ghép 9 bo, giá 130.000. Số 12, Vân Huế 5, 3 lớp màu hồng, có sọc đỏ. Cây Vân Huế này cái tàn nó là ra khá là tuyệt vời luôn nè. Đây, em quay cận cho mình xem cái củ nè, để trên vàng khó xoay. Được, dài, cây đang vô nụ nha. Cái cây này hãy mình mua mà ship được đi xe Tô Châu á, nói chung mình ship đi xe được thì về cây mình sẽ có hoa mình ngắm liền ha. Còn hàng đi bưu điện thì cây mình phải vũ đất ra mình về trồng lại. Cây Vân Huế 5 này được ghép 7 bo vô chậu C10, giá 130.000 luôn ạ. Rồi hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 12 cây nha. Giá của nó là từ 80.000 cho tới 140.000. Em cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ.